Vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang theo chân nghệ nhân Hùng Nông Dân và các chú các anh đến với nhà vườn của chú Cường ở Cam Thượng. Anh ơi, Cam Thượng là thuộc Sơn Tây hay gì anh nhỉ? Cam Thượng Ba Vì, quý vị ạ. Hôm nay vườn của chú Cường là có tập hợp các nghệ nhân xung quanh vùng đến đang giúp để làm vườn. Đặc biệt là ở chính giữa của sân vườn của chú Cường có một cái tác phẩm rất là quý và đẹp, đang được nghệ nhân Hùng Nông Dân đang trực tiếp làm. Chúng ta cùng vào giao lưu. Em chào anh Hùng nhá. Vâng, chào nhà Yêu Cây và chú Thọ. Chào chào các chú các anh ạ. Dạ. Chào lại gia đình. Đây một cái tác phẩm chúng ta đang anh Hùng mới cắt xuống lá và đang cũng chỉnh sửa được một mặt rồi quý vị ạ. Anh Hùng ơi, đây là chất xanh gì anh nhỉ? Đó, gần như xanh điền đấy chú. Điền đấy đúng không? Cái em thấy cái các cái mầm nó mập anh nhỉ? Không thấy có hạt cường đâu. À. Nhưng mà anh vẫn chưa dám khẳng định nó là điền 100%. Anh Hùng ơi, theo anh cái dáng cây này thì nó yeah. Em thấy cái dáng cây này nó rất là dị và quý anh nhé. Ngày xưa họ làm theo kiểu cây thế, cây trực á, hai vai chia sang hai bên. Cây thế cây trực à? Chào chào chú Cường nhá. Chào nhá. Chào đây, họ nhá. Vâng, chúng ta đang được giao lưu với lại chủ vườn đây. Đây nhà mình có cái cây này gọi là tạm tạm. Vâng, chú Cường ơi, hôm nay lần đầu tiên kênh Yêu Cây được giao lưu, chú có thể giới thiệu để anh em làm quen chú không? Thì anh chú giới thiệu cháu là chú chủ yếu là làm công ăn lương, còn chú có cái cây để cho nó vui tí thôi mà. Dạ vâng. Tuyệt vời quá. Còn chú lo công việc nước nên là chú có làm cây để ý đâu, là không có thời gian chăm chút đây, là đầu tóc rối. Hôm nay anh em cắt tóc cho cây mà. Vâng. Chú ơi, cháu đang ngắm cái tác phẩm này của chú đang được anh Hùng chỉnh sửa, phải nói là chúc mừng chú. Cây này cháu thấy một cái cây xanh dáng nàng khá là đẹp. Gọi là tạm tạm thôi. Đây quý vị ạ. Em rất là thích này. Cái bẹ tay. Đây này đây. Đây có thể gọi là thân da này anh Hùng nhỉ. Cái chỗ này gọi là thân da nhưng chỗ này rất quý. Này, đây quý vị này. Đây. Bên này có mảng bè ra đẹp không? Đây là có cả Phật tổ Như Lai trong này. Cụ đấy là Quan Âm Bồ Tát. Cụ đấy là Quan Âm Bồ Tát ạ. Cụ Quan Âm Bồ Tát. Đây còn là cái thân thứ hai quý vị này. Sinh ra cái bè đẹp quá. Anh Hùng ơi, cái cây này thì em nhìn thấy hình như là cây này mới được thu về đúng không anh? Vừa thu về đầu năm anh ơi. Mới thu về đầu năm đúng không anh? Đây này, đây quý vị ơi. Đây cây anh Hùng ơi, người nào thu cái cây này anh? Anh thu. Anh thu luôn cho chú Cường à? Anh thu phôi. Thế thì chứng tỏ cây này nó khỏe đúng không anh? Cây già khỏe. Bởi vì thế này nhá, đây mới đầu năm thu mà đã có những cái tay cành mầm nó ra được như này rồi quý vị ạ. Làm này đợt này là đợt thứ 3 rồi đấy. Vâng. Từ lúc thu. Vâng. Thu xong là chọn mầm một lần và đợt này lại làm tiếp. Đây là anh Hùng đang điều chỉnh và diễn cái bông bóng cho cây đây. Anh ơi, những cái bộ mà anh diễn ra như này sau này có phải cắt giật vào không hay là có chứ, từ bây giờ trở đi là cắt giật suốt rồi. Vâng. Đây cái cắt giật những cái nét ở trên nó rụt rịt như này thôi. Vâng. Chứ còn chứ không đây là mình... rồi sau là nó là cái xương. Vâng. Mình lại lọc bỏ bớt mà, có dạ. Phải để nguyên đâu. Vâng. Nhưng bây giờ mình phải làm như này thì nhìn tổng bóng cây nó đẹp. À. Thì chủ không bị chán. Theo anh đánh giá chiều hướng phát triển cây này nó có sẽ là một cái tác phẩm như nào anh? Cây này thì nó sẽ là tác phẩm khó. Nó khó. Không bị đụng hàng cây khác. Đụng hàng cây khác. Cái nét tay này là nét hóa tự nhiên của thiên nhiên chứ không phải nét người làm được. Vâng. Cây này chắc hóa lâu đời lắm anh nhỉ? Đúng rồi chú. Cây này là ngày xưa bác mua là nó đã là cây già rồi. Vâng.
mua mười mấy năm rồi mà. Cái bệ đá này là cũ hay là sau này? Bệ đá này thì mới được ký khoảng độ hơn chục năm. Dạ. Có thể là 11, 12 năm gì đấy. Dạ. Cái bệ đá này tiếp tục có thể tiếp tục nâng cấp được anh ạ. Cái bệ này này. Đúng rồi, bệ đá này thì cũng nên nâng cấp. Nâng cấp. Nhìn nó sạch hơn. Nhưng mà bây giờ mình nhìn những cái tác phẩm mà còn cơ hội nâng cấp mình rất thích. À, đúng rồi. Bởi vì là tức là nó còn tiếp tục phát triển hơn so với chính nó, đúng anh? Đúng. Thì bây giờ chú bảo về mà không có nâng cấp được cái gì, không sửa chữa được thì cứ chơi mãi vậy nó cũng chán. Đây này quý vị ơi, đây là những cái phần mà anh Hùng chưa làm. Đấy, bây giờ nó đang còn đắc là ở mặt bên này nó đang rối xiên. Dạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú, cháu lên đây cũng chủ yếu là thế thôi ạ. Đây, cái mảng này quý vị này. Đấy. Đẹp không? Màu đấy lúc lọc về phôi về khó nhiều dễ, nó nhằng nhịt kinh điển luôn. Vâng. Đây là những cái bông mà còn đang nó phun ra rất nhiều nhưng mà chưa được anh Hùng định hình. Còn những cái bông mà anh Hùng định hình đây. Vừa chú Cường nói là ở khu Ba Vì này anh Hùng là nghệ nhân làm tốt nhất Ba Vì ấy. Không, làm gì anh dám nhận đâu chú. Chú bình luận bình phẩm chú chào, bây giờ anh dám nhận thế. Không, chú Cường vừa chú bảo ấy, bảo em ấy. Trêu thôi chứ bây giờ mình không nên xem nhất xem gì quý vị. Ôi, quan trọng mình là ở trong lòng những người chơi cây, những sản phẩm của các nghệ nhân để lại. Và trong lòng khán giả. Anh Hùng ơi, theo anh là cái tác phẩm của chú Cường này bao lâu nữa thì ra được sân chơi anh? Cái này thì chắc chừng khoảng độ 3 năm nữa là kỹ nét đấy. 3 năm nữa. Bởi vì cây này cút nó nhỏ ấy mà. Vâng. Không có cút cắt nào to cả. Cút cắt to nhất thì chỉ là cái cút chuyển ngọn này thôi. Dạ. Chắc bằng quả to hơn quả trứng gì. À cái chỗ này là anh dựng ngọn đây đúng không? Đúng rồi, cây này là cây trực, ngày xưa nó phải cao khoảng độ gần 2 mét. À vâng. Đây là hai cái tay mà. Đây này quý vị ơi, đây là sản phẩm rất là độc đáo của vùng đất Sơn Tây Ba Vì. Đây là chú có cái cổng làm bằng đục chứ, cái này đục bằng đá ong. Đây đặc biệt là đây đây là quả trứng đa điểu nhé quý vị nhé. Đây là tay của em Thọ đây này. Đấy. Quả trứng đa điểu rất là nhẹ thôi quý vị ạ. Đấy. Dày lắm quý vị ạ. Quả trứng đa điểu đẹp không, xinh không? Đấy. Mọi người nhìn từ xa thì em cứ tưởng cái viên đá, nhưng đến gần thì mới phát hiện là đây là vỏ quả trứng đa điểu. Đây, các bác ở bên này đang tiếp tục đang thì thầm mùa xuân để đang làm tiếp cho chú Cường các cái cây khác nữa. Cây nhiều cây sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn này. Những cái cây còn rất nhiều cây của chú Cường nữa ở video tiếp theo. Em cảm ơn anh Hùng nhá. Vâng, chào chú và nhóm yêu cây. Vâng, xin chúc mừng chú Cường. Mỗi một lần nghệ nhân Hùng Nông Dân đến với lại nhà vườn thì mình lại gần như là có một cây mới để chơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Em sẽ tiếp tục cập nhật nhiều những cây đẹp nữa và các cái tác phẩm đẹp nữa truyền tải tới quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.